Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 2 ngày, 17 và ngày 19 tháng 4, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 2 vụ cháy lớn. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn, lên đến hàng tỷ đồng. Các vụ hỏa hoạn xảy ra liên tục trong thời gian ngắn cho thấy công tác phòng ngừa cháy nổ tại một số cơ sở sản xuất chưa được các doanh nghiệp quan tâm chú trọng. Đây là hình ảnh vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Thăng Long trên địa bàn xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ, xảy ra vào chiều ngày 19 tháng 4. Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 2.400 m² xưởng sản xuất, ước thiệt hại về tài sản lên tới hàng tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 17 tháng 4, tại công ty sản xuất xe máy Xuân Phát trong khu công nghiệp Minh Đức, thị xã Mỹ Hào cũng xảy ra cháy nhà bếp. Rất may, vụ cháy được phát hiện và được dập tắt kịp thời, nếu không, hậu quả để lại sẽ rất khôn lường. Qua 2 vụ cháy nói trên cho thấy công tác phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất chưa được coi trọng, vẫn còn sự chủ quan, lơ là.